Chào mừng quý khán giả đã đến với bản tin Tiêu dùng thông minh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một tin vui dành cho phái đẹp khi một doanh nghiệp Việt đã ứng dụng thành công công nghệ hướng đích vào hợp chất có nguồn gốc từ thiên nhiên trong việc sản xuất kem chống lão hóa Favita Plus. Đây được xem là bước đột phá trong việc hỗ trợ điều trị nám, tàn nhang, sạm da, đem lại làn da trắng sáng, mịn màng và tươi trẻ từ sâu bên trong. Công nghệ hướng đích là công nghệ đưa từng hoạt chất đến thẳng tế bào cần tái tạo một cách chọn lọc nhất, bằng con đường ngắn nhất không ảnh hưởng đến các tế bào khác, tránh gây lãng phí các hoạt chất. Công nghệ hướng đích kết hợp cùng các thành phần 100% từ thảo dược tự nhiên như sâm tố nữ, sáp ong, sodium hyaluronate và vitamin E, C giúp kem chống lão hóa Favita Plus nhanh chóng thẩm thấu, tái tạo và nuôi dưỡng làn da, nâng cơ, chống chảy xệ da, giúp làm sạch nám, hết nếp nhăn hiệu quả. Đặc biệt, không tác dụng phụ, an toàn, lành tính, phù hợp với mọi loại da. Thưa quý vị, hiện nay việc sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên giúp hỗ trợ cải thiện các bệnh lý thường gặp, trong đó có viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản đang là sự lựa chọn của nhiều bệnh nhân. Ưu điểm của phương pháp này là sự hiệu quả, an toàn và lành tính với người sử dụng. Các bệnh lý như viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày, thực quản xuất phát từ nhiều nguyên nhân như thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, tác nhân môi trường, virus, vi khuẩn, căng thẳng và stress. Những cơn đau thắt dữ dội, ợ hơi, ợ chua gây ra những bất tiện và làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Việc sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên như bách vị an hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bệnh dạ dày đang được nhiều bệnh nhân và bác sĩ tin tưởng sử dụng. Với các thành phần thảo dược như otacot, khương hoàn, hậu phác, hoài sơn, lá khôi, bột quế nhục và hoạt chất curcumin. Đặc biệt là hoạt chất curcumin được các nhà khoa học chỉ ra rằng có tác dụng chống viêm mạnh, ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP, một loại vi khuẩn có vai trò quan trọng gây nên các bệnh lý về dạ dày, tá tràng. Ngoài ra, sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt chuẩn GMP, kết hợp với các thành phần theo tỷ lệ chuẩn, bào chế dưới dạng viên hoàn, đảm bảo giữ nguyên dược chất, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thị trường sữa bột Việt Nam rất phong phú, đa dạng với hàng trăm thương hiệu trong nước lẫn nước ngoài, phục vụ nhu cầu cho nhiều thành phần, lứa tuổi và nhu cầu. Vì được chế xuất từ sữa tươi nên các vitamin, khoáng chất, protein có trong sữa tươi thì trong sữa bột cũng có. Tuy nhiên, các nhà sản xuất còn bổ sung thêm một số dưỡng chất vào sữa bột và đảm bảo về hàm lượng các chất theo quy định của các cơ quan chức năng. Từ đó cho ra đời các loại sữa công thức phục vụ cho nhu cầu phát triển, chăm sóc sức khỏe và bổ sung các dưỡng chất cần thiết theo nhu cầu độ tuổi khác nhau. Trong số những nhãn hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, thương hiệu Asia Nutri của Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Asia được đánh giá là nhà cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Với sự liên kết công nghệ tiên tiến và tiếp nhận nguồn nguyên liệu từ các quốc gia nổi tiếng về lĩnh vực sữa bột cao cấp, phối hợp cùng với những chuyên gia dinh dưỡng trong nước để tạo ra những dòng sản phẩm cao cấp phù hợp với người tiêu dùng tại Việt Nam. Trong đó có sản phẩm sữa Asia Nutri Grow IQ. Đây được coi là giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ phát triển chiều cao, trí não vượt trội. Để giúp cho trẻ cao lớn và thông minh thì một trong những cái dưỡng chất rất quan trọng chúng ta phải bổ sung vào đó chính là những cái axit béo chưa no, mà chủ yếu cụ thể ở đây là DHA, ADA, FDA hoặc là những axit omega 6, omega 9 ở trong tất cả các loại thực phẩm, và đặc biệt đó là bổ sung ở trong sữa là cái thành phần mà trẻ em của chúng ta rất là cần. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề các bậc phụ huynh rất quan tâm giờ là vấn đề cái chiều cao của con. Canxi muốn hấp thu được vào trong cơ thể thì chúng ta lại cần phải có những cái dưỡng chất đi kèm, đó là vitamin D3, và đặc biệt gần đây người ta nói rất nhiều đến vai trò của vitamin K2 hay còn gọi là MK7. Thì khi mà bổ sung những cái dưỡng chất đầy đủ những cái dưỡng chất như vậy thì sẽ giúp cho trẻ phát triển chiều cao rất là nhiều. Không như những sản phẩm sữa công thức thông thường, để đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ cơ thể ngày càng cao của mỗi người, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế Asia không ngừng nghiên cứu và phát triển, nâng cao chất lượng của từng sản phẩm. Với thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu hiện nay, Asia Nutri Grow IQ đã bổ sung thêm vitamin K2 để trẻ có thể hấp thụ canxi tốt hơn, đồng thời cũng là vitamin cần thiết giúp cải thiện sức khỏe của xương và tim.
Chúng ta được biết là khi canxi muốn đưa được vào trong cơ thể, hấp thu được vào thì phải nhờ có vitamin D3. Nhưng khi vào đến cơ thể thì canxi không tự chạy đến xương, không tự chạy đến các cái nơi chúng ta cần được, mà nó phải gắn vào một cái protein vận chuyển canxi. Và cái protein này chỉ hoạt động khi có tác dụng của vitamin K2. Thế cho nên nếu như thiếu vitamin K2 thì nhiều khi chúng ta bổ sung canxi cho các cháu thì canxi cũng chưa chắc đã đến được nơi mà cơ thể của trẻ cần. Một trong những sản phẩm đó hiện nay đó là cái sữa Ancian Nutri Grow IQ, là một trong những loại sữa mà có thể giúp, đặc biệt là bổ sung cho trẻ em cũng như là để giúp cho cháu phát triển chiều cao và trí não, bởi vì trong thành phần của sữa này thì có chứa đầy đủ các cái vi chất dinh dưỡng, đủ lượng đạm, đủ lượng protein, và đặc biệt trong thành phần sữa có chứa vitamin K2. Không chỉ tập trung vào các dòng sản phẩm phát triển chiều cao, trí não vượt trội, hiện tại thương hiệu sữa Ancian Nutri đang có nhiều dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển cho từng thành phần, lứa tuổi, như thực phẩm bổ sung Ancian Nutri Ensure Grow dành cho người ốm trước và sau phẫu thuật, thực phẩm bổ sung Ancian Nutri Weight Gain giúp tăng cân an toàn, sữa dinh dưỡng công thức dành cho trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Các sản phẩm đều có một điểm chung là bổ sung dưỡng chất phù hợp, tuyệt đối an toàn và có lợi cho sức khỏe khi sử dụng đều đặn, đồng thời cũng mang những đặc tính riêng, có những hàm lượng dưỡng chất riêng phù hợp với từng đối tượng sử dụng. Tăng trưởng chiều cao thì có dòng Grow IQ giúp cho trẻ phát triển chiều cao và trí não một cách vượt trội nhất. Còn có nhiều dòng sản phẩm nữa, ví dụ như là của Conan Vizia dành cho phát triển cân nặng, cho bé suy dưỡng thấp còi. Rất là nhiều dòng sản phẩm dành cho từng bé một, từng độ tuổi một. Thấy các mẹ phản hồi rất là tốt. Bây giờ đang có tầm trên 300 khách hàng đang dùng sữa của Y tế Asia. Đặc biệt cái dòng sữa này thì tôi rất hài lòng khi sử dụng là có 3 ưu điểm. Thứ nhất là mùi vị dễ uống, rất là đặc trưng. Các bé nhà tôi rất là thích uống. Cái thứ hai là K2 gắn kết vào xương giúp các bé phát triển vượt trội hơn. Cái thứ ba là giá cả hợp lý phải chăng. Sau khi một thời gian dài tôi sử dụng cho 3 bé nhà tôi thì tôi thấy các bé phát triển chiều cao tương đối hơn, ăn ngon, ngủ khỏe và tăng cường hệ miễn dịch. Với hàng trăm thương hiệu, nhãn hiệu sữa hiện nay, việc lựa chọn một sản phẩm phù hợp đối với người tiêu dùng sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, Ancian Nutri không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng, mà còn tư vấn tiêu dùng, giúp nhận diện thương hiệu và từng dòng sản phẩm phù hợp với độ tuổi, đối tượng để góp phần nâng cao sức khỏe cho mỗi gia đình Việt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.